Cái máy này nó bị gì mà nghe nó kêu lạch cạch trong đó vậy? Nó giọng hả chú? Hả? Hơi căng nó giọng. Sao nó vỏ gõ lạch cạch vậy? Hơi căng. Đâu sao giờ cháu không nghe nó kêu nữa? Mình lấy ga nó kêu thôi. À vậy hả? Ủa mấy cái này sao mà... À, cái này rin nó xi vậy đó hả? Dạ rin bên Nhật của chú. Hả? Đúng rồi. Của hãng nó hay sao? Không phải, nó mới, nó còn mới. Đây vậy nó ấy nè. Nè cháu cũng vậy là nó đúng không rồi, cao hơn. À. Cái này là nó xi hay là người ta tự xi hay là sao? Bên Nhật có xi luôn chú. Ý là nó... Ủa này gì vậy? Đèn. À. À đây hả? À đây. Còn đèn nè, còn đèn mà. À còn sáng mà. À. Ý là mấy cái này là nó tự xây hay là người ta mua về người ta chơi xe hay là dạ. Chơi xe giống như Việt Nam mình hay là riêng của nó, của hãng? Riêng của hãng bây giờ luôn. À vậy hả? Không, cái này hay ta. Cái này là kéo gì đây? Kéo để tháo đi tới. À mà nó cũng xây vậy luôn. FS90 à? Con này giờ cháu biết giá nhiêu không? Sao cái gì mày cũng biết hết thôi chứ. À thôi đi đi vòng vòng coi máy được chứ. Chạy đi. Đem vòng coi mấy máy nhỏ coi kiếm được cái nào mua cái. À vô à. Đi. Đợt này máy nhỏ về nhiều không? Dạ cũng nhiều chú. Cái này là mình mới nhập về hả? Dạ. Sao nó có cái máng này đây chi vậy ta? Ở về. Hả? Ở về cho khỏi mất. Hình như bắt bị lộn rồi sao chứ? Nó hứng nước mà. Hả? Bây giờ có bắt vậy? À. Ô cái con này thấy chú thấy cũng lạ quá ha. Tua ta mà chú. Hả? TX 600. Máy dầu máy xăng? Máy xăng TX 700 máy xăng. À mấy sữa. Con này 3 triệu hả? À. Đó chứ con này 7 triệu hả? Hơn chứ. Hơn hả? Tắm à vậy hả? Mình muốn nói giá rẻ để mình mua chiếc cho nó rẻ mà thằng này nó cũng không cho nữa. Chết mẹ. Thấy mặt cái thằng kia rồi. Hả? Nó chửi không? Đi. Vòng coi máy với chú cho. Chú ơi, cháu giới thiệu coi có cái nào mới về nữa không? Đây rồi. Đâu? À. Qua trời hả? À đây hả? Úc cái đợt này về máy này nhiều dữ ta. Dạ. 90 bậc đạn bộ. Gần Tết rồi bán được không? Dạ cũng được. Hả? Cũng được. Bữa bán mấy chục chiếc này luôn hả? Dạ. Hả? Bán rồi mình mới lấy về. Dữ. U. Ấn Độ à? Không, Nhật. Hả? Nhật. Cái Nhật. Dòng Noda vậy. Nhật mà máy đẹp dữ ta. Quá đẹp hả? À? Như máy này bao nhiêu tiền? Máy đó thì khoảng 5 triệu. Giống như của Tàu chứ mà. Nhật chú Nhật hay bao? Hả? Bao Nhật hả? Đâu? Trời quá trời đâu có vô coi. Cái trong đó máy xăng hay máy gì? À vậy hả? Mới về luôn. À mới về mà giờ mình chưa dọn hả? À ù cái vàng. Ù cái vàng này nó mới. Mới đét rồi ta. Ở quên cũ đét, ở quên mới đét. Mới đét à. Đây nữa. Ở đây là vàng cũ à? À hả? Còn cái này là bộ mới đây. Đi, vòng qua vàng cũ coi. Cũ là chú cũng chưa quay mà. À, chú chưa coi mà. Qua trời.
lên hình nhìn vẫn đẹp phải không? Đó. Hả? Đẹp. Lên hình nhìn nó đỏ au đẹp, đẹp mà. Nè, đúng rồi. Đẹp mà. Thầy đi đâu? Gì á? Rồi đi chưa? Đi công chuyện chưa? Sắp đi. À. Danh nghĩa này lấy cái số lượng thôi là thấy khủng hoảng rồi ha. Cái này giờ hiện tại giờ tổng cái kho mình hiện tại giờ chắc cả ngàn cái. Dạ cỡ đó. Ngàn cái. Cây này mình chuẩn bị mở bán mấy đào à? Là mua ở nhà bên đó rồi. Nghe nói qua Tết bán hả? À. Cũng được. Mấy đào loại nhỏ nhỏ đó, từ 200 triệu trở xuống. À. Dạ cũng có, dữ luôn đó. Không, 200 triệu trở xuống. Dạ. Phục vụ cho bà con. Rồi. À. Kiếm lời. Bỏ túi. Phục vụ cho bà con kiếm lời, bà mẹ bỏ túi. À. Các bạn thân mến, đây là nông cơ Vũ Văn Bự. À, thì ở đây là nó có một cái máy, nó dạng của nó là nó thiết kế là, nói chung cái đời này thì nó thiết kế là một cái hộp số dính liền với máy vậy luôn. Đó, thì nó đó nó dính liền với máy vậy. À, thì cái máy này thì nói thật luôn là ông chủ ông cho mấy thằng lính nó xài chơi, nhưng mà giờ nó không xài nữa, nó không có xài. Bây giờ là muốn bán cái này để kiếm tiền cà phê cà pháo bậy bạ đó. Bây giờ mình cho nó nổ máy thử coi được nha. Bây giờ cái này bây giờ chú kêu bán chừng khoảng 3 triệu trở xuống được không? Cao quá hả? À, thì bây giờ bán khoảng bao nhiêu? 2 triệu rưỡi đi. Rồi người ta trả giá được thì bán. Hả? Hả? Nổ không đó. Máy đâu còn ngon quá mà. À, không có tí khói luôn hay là không có nhớt? Không có nhớt là ra không có khói. À. Cái cục máy này nhanh cục máy ở trước luôn. Ờ, máy. Máy quá đã ha. Ờ. Máy nổ ngọt lắm. À. Máy này lớn hơn mấy bữa. Ờ, máy lớn. Nhưng mà bây giờ cái này bán khoảng bao nhiêu thì được? Bán cái cục máy không hay là nguyên chiếc xe? Tùy thôi ạ. Hả? À. Kêu 3 triệu đi. Rồi họ trả bao nhiêu thì được thì bán thôi. Nhưng mà không dám kêu chắc. Hả? Để chủ cho giá chứ không kêu là 1 triệu, 2 triệu gì đó. À. Chủ ra giá. À. Ủa như vậy là cái này là... À, cái này có nghĩa là bây giờ là anh Vũ cho đúng không? Là cho, nhưng mà bây giờ là anh Vũ á. À, cái này không phải thông qua anh Vũ. Vậy thì bây giờ mình cứ đăng đại lên đi hả? Dạ, dạ. Đăng đại 3 triệu được không? Chứ làm sao đăng là con bút. Hả? Ý là ai trả được nhiêu thì bán à? Dạ. Hả? Máy thì có chê rồi. Ừ, máy quá ngon. Máy thì quá ngon ha. Khói không chân.
đúng rồi đúng rồi, là chú này ra trực tiếp thôi chứ. Ê, đúng rồi không nói. Chắc mấy sới đâu còn chạy được chứ ha. Nguyên chỉnh luôn. Ở đâu bây giờ cháu gác bình xăng lên đây đi. Chạy được hết mà. Cháu chạy thử coi. Được không? Ừ. Cái này là chạy này sới nè. À sới nè. Hả? À, đâu? À. Chạy nguyên chỉnh luôn. À. Rất là mạnh. Được chưa anh? À. Người chạy vừa tới luôn nè. À. Rất là nguyên xe đó. À. Vậy thôi, đơn giản. Tới với một, tới thôi. À. Dạ, nó không có ve hả? À, lại nó không có ve. Đơn giản. À. Ủa dạ. Ghê à? Chưa hết số. Đó, rồi. À, vậy hả? Vậy thì mình đăng 3 triệu đi. Người ta trả nhiêu được thì bán. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình đăng số điện thoại của ông chủ đi. Ha. Dạ, dạ. Đúng không? Cái máy này là máy Kubota CS120-2T. Đúng mã lực nó là 3 ngựa. 0,6 lít nè, động cơ 0,6 lít nè. Mã lực đúng 3 ngựa. Động cơ 3 ngựa 0,6 lít nè. Nhớt à? À, nhớt à. Cái đó là nhớt. À, nhớt là máy nè. À, nhớt máy 0,6 à. Cầu là khác. À. Nhớt này khác. Nhớt này khác. Có đăng giá không? Khỏi đăng giá chứ mà chúng ta khỏi đăng giá chứ. À. À, khỏi đăng giá à. Ghi là ai trả được thì bán ha. Ha. À, đúng không? Cái này cứ trả từ 3 triệu trở xuống. Cứ trả lui lại thôi.